biển lệ tràn đầy kiếp chuyển luân. Ai người biết nghĩ tự thương thân, xuống lên sáu nẻo, thống não vô ngần. Con đường xa đọa khôn ly thoát, huyễn thân mấy chốc, tám khổ xoay dần. Nhục dinh tài sắc bao nhiêu mộng, niệm Phật tu hành một kiếp chân. Sớm mượn đài sen về cực lạc, mới mong xa dứt lụy hồng trần. Nhọc nhằn mai lại tối, già chết chợt đà gần. Vô Nhất Đại Sư. Phần phụ lục. Pháp yếu tu hành. Yếu điểm của đường tu gồm hai phần sự lý. Lý tu là sửa tâm cho hợp với chân lý. Sự tu chỉnh ba nghiệp giúp chứng cảnh chân như. Sửa tâm là dứt trừ nghiệp tham ái đóng vật, si mê cùng tật đố, ngã mạn với kiêu căng. Chớ chạy theo hình thức, sai đắm nẻo lợi danh, chuộng địa vị quyền hành, khoe thông minh tài giỏi. Phải sanh lòng giác ngộ, niệm thanh tịnh từ bi, dũng tiến mà kiên trì, sáng suốt mà khiêm hạ. Tự nghĩ mình xưa nay đã tạo nhiều tội chướng, chịu nhẫn nhục sám hối, biết an phận tùy duyên. Duyên tốt chẳng kiêu khoe, duyên xấu không thoái não. Bình tĩnh mãi tiến tu, như bơi thuyền ngược nước, về biển tác bà nhã, đến bảo sở an vui. Đó là phần tu tâm hợp với lý giải thoát. Sự tu là thân nghiệp, lễ kính Phật sám hối, khẩu nghiệp trì chú kinh hoặc niệm Phật khen ngợi, ý nghiệp giữ thanh tịnh, mật tu môn lục niệm, nguyện đền đáp bốn ân. Nguyện mình cùng chúng sanh sinh cõi vui thành Phật, đời đời gặp chánh pháp, tu sáu độ muôn hạnh. Tâm Bồ Đề độ sanh, trần kiếp không thoái chuyển, tu sự mà bỏ lý, làm sao mở chân tâm? Tu lý mà phế sự cũng không thể thành Phật. Tu sự chẳng chấp tướng thì tức sắc là không. Tu lý không bỏ sự, đó tức không là sắc. Lý chính thật chân không, sự là phần diệu hữu. Chân không tức diệu hữu, diệu hữu tức chân không. Nếu chưa đạt lẽ này, thà tu hành chấp có, đừng cầu cao bát tướng mà lạc vào ngoan không. Đây chính hầm khổ đọa kẻ thông minh đời nay. Xưa có sư Tông Thắng, tài huệ miệng cao siêu, vì ỷ giỏi kiêu căng nên bị nhục chiết phục, hổ thẹn muốn tự tận. Thọ Thần hiện thân khuyên: sư nay đã trăm tuổi, 80 năm lầm lạc, may nhờ gặp thánh nhân huân tu mà học đạo, tuy có chút công đức mà lòng hay bỉ ngã, ỷ thông minh biện bác, lấn người không khiêm hạ, lời cao hành chưa cao nên phải bị quả báo. Từ đây nên tự kiểm, ít lâu thành trí lạ, các thánh đều tồn tâm, Như Lai cũng như vậy. Nay có kẻ đua tướng tranh thượng tọa ni sư, mượn thuyết pháp tụng kinh để mưu cầu lợi dưỡng, dành đệ tử chùa chiền lập bè đảng quyến thuộc, thấy có ai hơn mình liền thị phi tật đố, hại thầy bạn phản đạo, lừa dối hàng tín tâm. Lời nói thật rất cao, việc làm thật rất thấp, lý sự đều sai trái, hàng ấy hiện rất nhiều, tạo biển khổ thêm sâu, khiến đau lòng tri thức. Lý sự đại lược thế, công đức làm sao được? Phật là đại y dương, pháp là diệu tiên dược, là phương thuật rất mầu, là như ý bảo châu, hay trừ nạn nghèo khổ, khiến cho được giàu vui, hay trừ tất cả bệnh, khiến bao được bình phục, hay trừ nạn yểu số, khiến thọ mạng dài lâu, hay khỏi các tai ách như bão lục binh lửa, giặc cướp cùng tà ngoại, ác thú với độc xà, các yêu ma quỷ mị, nạn động đất xe thuyền, những phù chú ếm đối đều phá tiêu tan hết, cho đến trừ tội chướng, sanh trưởng phước huệ to, cứu chúng đọa tam đồ, siêu lên bờ giải thoát. Chuyên tụng một phẩm kinh, một chân ngôn hiệu Phật thì thành tựu các nguyện, thỏa mãn các mong cầu. Chỉ sợ người không tin, hoặc tin mà không sâu, lại ngại không thực hành, hoặc hành không bền lâu, hoặc thực hành bền lâu không chí tâm khẩn cầu. Chí tâm là không vọng, trì niệm quên thân tâm, lặng lẽ dứt phân biệt, không trong ngoài người cảnh, khi đi đứng thức ngủ chẳng bỏ câu trì niệm, lúc huẩn gấp an nguy cũng vững vàng trì niệm, cho đến khi sắp chết vẫn như thế trì niệm,
đắc thất đều do đây. Cần chi hỏi tri thức? Không hành như trên đây, Phật cũng khó cứu vớt, huống chi là phàm tăng, giúp ích được gì đâu. Nhớ lời cổ đức dạy, ta có một bí quyết cần thiết khuyên bảo nhau, là hết lòng thành kính, nhiệm màu cực nhiệm màu. Hãy ghi nhớ điều này, lắng lòng suy gẫm sâu. Vô Nhất Đại Sư. Về Tây Phương. Cần pháp dược ma cường tan tác, làng tu chân ngơ ngác đôi nơi. Tây Nguyên cũng một góc trời, lọ là đua bước vào nơi thị thành. Đêm tịnh diện chuông thanh ngân ngợi, sông Phương Liên trăng rọi tỉnh mê. Nẻo trần phiền lụy ủ ê, lưới trần thoát tục mọi bề nơi tiên. Đạo quyền quyền lại hư quyền, cơ thiền thiền lại sanh thiền biết đâu. Gắn công bền chí lâu lâu, khơi trong gạn đục thấy màu chân nguyên. Phải căn nguyên bồ đề giống trước, dạng tu trì tỏ được tiền thân. Mái thiền rộng khẩm khôn phân, lắng tâm lãnh ngộ thì gần chẳng xa. Lướt phong ba mấy người chí cả, khỏi ái hà cũng hòa tiền duyên. Bướm loan vượt bể vô biên, gió dây mặt gió dẫn thuyền thì xong. Dốc một lòng lên non đào giếng, mặc lời phàm đem tiếng thị phi. Cam lồ rửa sạch tánh mê, nước trong tỏ hiện trăng kia sáng ngời. Quyết một đời nương theo dấu Phật, là ở mình ấy thật bởi đâu. Màu thiền đắc ý cũng màu, còn hơi chan chút dương hậu công khanh. Chớ đua tranh trong dòng ngũ dục, tắt lửa lòng gắn học ma ha. Cảnh nào cảnh chẳng có qua, non nào non chẳng có tòa thiên thai. Khách trần ai khôn ngoan kèo lấy, tới bảo trì tất thấy hoa sen. Bỏ công kinh kệ hương đèn, Tây Phương về đến một phen an nhàn. Ai về cực lạc? Ai về cực lạc mau về, đừng mê trần cảnh mà thê thảm sầu. Cực lạc câu lơn giáp bảy dòng, lâu đài ẩn hiện sáng mênh mông. Mưa qua lác đác trời quang thoại, nhạc ngọc thâm trầm khoảng bích không. Cực lạc mành châu lưới bảy tầng, đẹp màu liên hải dễ trường xuân. Hoa sen ánh sáng hòa tâm sắc, rộng tỏa hương thanh chiếu tràn hừng. Cực lạc cái quỳnh bảy lớp quanh, trân cầm đua hót dòng kêu thanh. Đường gian rộng rãi treo dây báo, lá bích reo gian tiếng pháp lành. Cực lạc Như Lai đức vẹn tuyền, Quán Âm thế chí sắc vô biên. Hằng Sa Bồ Tát mây lành hội, nghe học màu sâu đạo pháp quyền. Cực lạc Thiên Nhân đức hành thanh, khi ngồi nhập định lúc kinh hành. 32 tướng kim thân đẹp, sống mãi vô ưu bạn đạo lành. Cực lạc Ban Mai chúng thiện nhân, mang qua kỹ nhạc vào mười phương. Cúng dường chư Phật rồi nghe pháp, thiền duyệt thanh tri lúc phản hưởng. Cực lạc trời vui sáng một miền, đẹp màu vượt hẳn cảnh thần tiên. Mi Đà sẵn trải lòng bi nguyện, chưa biết ai là kẻ hữu duyên.